Ok, hôm nay Đặng Khôi hướng dẫn các bạn mới vào nghề làm quảng cáo cách xuất file để in bản từ phần mềm Corel. À, đầu tiên có một lưu ý là các cái hình ảnh đẩy vào trong file Corel này, import vào file Corel này để mà làm việc thì nó phải đảm bảo độ nét. Ở đây chúng tôi đang đặt cái kích thước của nó bằng 1 phần 10 kích thước thật. Tại sao phải làm thế? Vì nếu mình đặt bằng kích thước thật thì bản vẽ nó sẽ rất nặng. Đây ta chỉ đặt 1 phần 10 thôi cho dễ làm. À, bởi vì thế nên khi xuất file thì mình phải tăng kích thước lên 10 lần. Bằng cách nào chúng tôi sẽ chia sẻ trong phần cuối của clip. Là công việc đầu tiên, như các bạn thấy đây, kích thước là 385, đúng ra của nó là cm nhưng mà đây đang để là mm, có nghĩa là 1 phần 10. Kiểm tra các file xem nó có đạt độ nét không, phóng lên 1.000 lần, như vậy là phóng lên 1.000 lần. Tốt, tất cả các hình ảnh này nó phải đạt độ nét khi mà mình phóng to 1.000 lần. Ok, có thể nói là ổn rồi. Bây giờ chọn chọn vùng. Bằng cách là khua chuột vào đó. Chọn export. Chọn định dạng file. Ở đây chúng tôi quen dùng cái file JPG. Nó nằm ở dưới 2000 JPG. Đặt kích thước cho file. Kích thước của file là 385 nhân với 77, có nghĩa là 385 cm và 77 cm. Tích vào ô select only, có nghĩa là nó chỉ xuất cái file mà trong cái vùng đã lựa chọn. À, địa điểm lưu file là đang để ở desktop. Export mở lên cái bảng này. Để mà chuyển sang cho máy in bạc thì mình phải lựa chọn cái chế độ CMYK. Nếu như mà gửi cho các thiết bị màn hình điện tử, ví dụ như điện thoại, máy tính thì ta chọn chế độ này, nhưng mà in thì chọn chế độ này. Các cái nút ở đây thì để ở trạng thái này, custom là 100, này để nguyên như này, không, các cái lựa chọn ở đây giữ nguyên. Riêng cái phần này thay đổi, mình sẽ tăng kích thước lên bằng kích thước thật, bằng cách ở đây đúng của nó thì là 1.000 nhưng mà ta gõ 999 cũng được, 999. Gạt vào đây, chỗ này nó sẽ tự nhảy, nó đúng ra thì nó phải là 999 nhưng mà nó lệch đi chút cũng không sao, kệ nó. Dưới này thì chọn 72, tích đây tích đây, không tích đây, rồi đấy. Đến đây thì ta có thể xem được cái ảnh CPG đã được xuất ở đây. Bây giờ ấn vào OK, như vậy là công việc đã hoàn tất, file của ta đã được xuất ra màn hình đây và có thể nói là đạt chất lượng để mang file này sang máy in bản. Ok, rất là nét. Rồi, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Các bạn nhớ ấn đăng ký để được xem những clip mới ngay sau khi được phát hành của Đặng Khôi.